Lâu có Mike My Channel. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Zombie Game Play. Nay mình sẽ chơi kinh Zombie nha các bạn. Ngờ thế sao? Rồi ok, giờ mình sẽ vào game. Tra tấn con Zombie. Đâu rồi. Have you been to the moon? Chắc kia là cho nó bị đè bẹp đó. Bị đè bẹp với tất cả các loại vũ khí. I live in a box. Weapon Izon. Ủa, chưa gì, có like, subscribe my channel rồi. Ok. Giãn tiếp ra. Tiếp nào. Đè bẹp tất cả luôn. Tiếp nào. Phát nữa đi. Ok luôn. Rồi rồi mình sẽ cho nó đè bẹp tiếp bằng cái máy press này nha các bạn. Cho vào giữa. Bấm nút xuống. Wow. Sit up. Xong luôn chứ còn gì nữa. Wow. Rất là căng đây. Đẹp luôn. Ok. Chen. No. Trên. Một đường dây tàu. Clear luôn. Ok. Tiếp nào. Tiếp theo cho Mecha Jack này đi. Đợi cho tôi tỉnh dậy đã. Mình cho vào cô máy này. Xé nát ra. Xé nát thành từng mảnh luôn. Đây rồi nó khóc luôn rồi. Bấm nút nào. Đài luôn. Tiếp nào. Xem có máy gì mới không. Đây, cho vào cái sunbot này. Nung nóng luôn. Mất tích luôn rồi. Wow. Thành cho bụi luôn. Ok, mình sẽ quay lại xem có vũ khí gì tiếp theo không. Power đi. Power không có gì đặc sắc cả. Sẽ cho tiếp lũ kiến này ra. Cho nó thang cục than này đi. Cục than toàn đường luôn. Đây rồi. Bầu luôn tất cả. No. Wow, tan tành luôn. Chứ còn gì nữa. Không còn gì sống luôn. Uầy, lúc nó ngất nó đi ra sau được kìa. Rồi ok, mình sẽ chuyển qua loại weapon. Weapon bằng sắt này đi. Câu weapon. Và những vũ khí ngầu thôi. Chiếc cưa chẳng hạn. Đó, cưa xé rồi ra luôn. Rồi, cưa tiếp này. Wow. Rách người rồi đi nào. Chưa rách à? Cửa tiếp đi, cửa cục than đen này ra. Ok, giờ thành Black the Body luôn. Cho nó ăn bom mấy răng. Tự tung luôn. Wow. Bom mấy răng đẩy tự tung này. Tiếp nào.
directions. Đi bộ mày răng. That's not right. Đây rồi. Vẫn cứ đẩy thôi. Vẫn cứ đẩy. Cục than đen vẫn chịu đòn từ bom máy răng. Ok rồi mình sẽ qua cái này đi. Cho dù đi vào trong. Rồi từ từ. Xếp đủ vừa lỗ cho nó vào trong đó. Đây rồi. Incisions, incisions. Khởi động nào. Ok. Nào. Ui, vừa rồi đi 4 cái luôn. Liệu có sống sót được không? Hết xui thôi. Vừa đến này thì con nào chịu nổi. Mà mãi không rách người. Cả 4 cái. Vẫn cứ tiếp tục cưa. Mất luôn. Ok, rồi mình sẽ chuyển qua cái tiếp theo nào. Một loại... Này sói. Có chức năng hút máu xong rồi mình nghiện. Đây rồi. Đạt tít tít rồi. Chuẩn bị nổ đây. Wow. Find the house. Tạm tành luôn luôn. Wow. Rất là nhiều đồ. Hey, wipe off the screen, would you? Cho nó hút máu xong rồi hẹn giờ tiếp. Không có gì phải sợ cả. Đây rồi, lại tít tít tiếp. Find the house. I am wrapped in darkness. Make sub noise and bùm phát tan tành dù đi luôn. Xem búa ACE gì đây. Uầy, một mổ. Nó băng bó tay ngay. Mổ tiếp này. Uầy, uầy. Dụng ở đầu luôn. Búa này uy lực thật sự đấy. Tiếp này. Wow. Đầu trước là búa, đầu sau là móc. Một móc phát dụng đầu luôn này. Dính ở đầu còn zombie luôn. Được thực sự. Ok, đến cái tay của con cướp biển. Móc luôn zombie kìa. Dụng tay. Như móc phơi quần áo vậy. Nào. Móc tiếp, móc tiếp. Được thực sự luôn. Chưa gì đã ngất rồi đâu. Wow, wow. Fine ho, one hit luôn. Cứa zombie này. Wow, wow. Cay thực sự luôn. Thấy luôn cả xương bộ phận của con zombie. Ok, khiên của Captain này. Solo với khiên của Captain luôn. Hey, it's time to hurt somebody. Dầm ba. Cái khiên của Captain này tuổi gì? Mama told me not to come. Weirdly awkward. Không ăn thua quá. Ok. Cho khiên của Captain solo tiếp. There's nothing sacred. Tiếp này. Hự 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 hự.
I wish it would last forever. Wow. Cái thực sự luôn. Nothing is safe. Okay. Xem có vũ khí gì không. Rồi ok, mình sẽ tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you for watching. Like, subscribe my channel.